tham gia kiểm tra bắn đạn thật có các tàu chiến đấu, vận tải, tàu bổ trợ thuộc Lữ đoàn 127, Lữ đoàn 175 vùng 5 Hải quân và các tàu của Hải đội Dân quân Thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Nội dung kiểm tra gồm các bài bắn dành cho các loại súng pháo có trong biên chế, tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển cả ban ngày và ban đêm. Quá trình thực hành bắn đạn thật, cán bộ chiến sĩ các tàu chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu ngay từ những loạt đạn đầu. Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu, trình độ tổ chức chỉ huy, điều khiển tàu của đội ngũ cán bộ, yếu lĩnh, động tác, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí tiêu diệt mục tiêu của bộ đội. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm bổ sung vào phương án chiến đấu và kế hoạch huấn luyện của các đơn vị trong thời gian tới.